Đây là cơ sở giết mổ tập trung nằm cạnh kênh thoát nước thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Cơ sở này chỉ rộng khoảng 1.000 m2, được chia thành 4 khu vực chính: khu nuôi nhốt tạm thời, khu giết mổ, khu sơ chế và khu xử lý nước thải. Tất cả đều nằm xa sát nhau rất bẩn thỉu. Bể chứa nước được sử dụng vào việc giết mổ cũng bám đầy rêu, nước đục ngầu. Bên cạnh là khu nuôi nhốt gia súc đang chờ giết mổ, mùi hôi thối của nội tạng, chất thải bốc lên nồng nặc. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Đông Lương cho biết, cơ sở này mỗi ngày giết mổ 7 đến 8 con lợn và 2 đến 3 con bê. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. Mổ đây từ năm 98, lợn trong vòng 10 con đến 12 con. Bê thì vừa trong ít nhất là phải 8 con, từ 7, 8 con đến 10 con. Nhưng về cái mùa cưới thì họ đặt nhiều hơn thì làm nhiều. Còn đây mình cứ bình quân là một quán là một con, có quán 2 con. Để đáp ứng nhu cầu giết mổ, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở giết mổ. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này đã quá tải, đường dẫn tắc và gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng lo ngại nhất là nước thải từ cơ sở này không được thu gom xử lý mà tuồn ra dòng kênh thoát nước. Ông Nguyễn Trân Thở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Lương, từ chối trả lời các thông tin với báo Nông nghiệp Việt Nam, nhưng thừa nhận cơ sở giết mổ này đang gây ô nhiễm môi trường. Tại thành phố Đông Hà, ông Nguyễn Văn Bàn, trạm trưởng trạm chăn nuôi thú y cho biết, ở đây có 2 cơ sở giết mổ gia súc tập trung và 3 cơ sở giết mổ gia cầm. Theo các quy định thì các cơ sở giết mổ này đều không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, thành phố Đông Hà chưa xây dựng được các cơ sở giết mổ tập trung nên vẫn phải duy trì những cơ sở này. Hiện nay là trên địa bàn thành phố là không có một điểm giết mổ nào mà đảm bảo quy chuẩn được. Thành phố đang xây dựng một cái cơ sở giết mổ tập trung ở gần khu xử lý tại phường Đông Lệ. Thì sau đây khi mà xây dựng xong cái cơ sở giết mổ trong cái tập trung này thì sẽ đưa tất cả các cái cơ sở giết mổ ở phường 1 cũng như phường Đông Lương và các cái lò giết mổ gia cầm vào tập trung ở đó. Có thể thấy các cơ sở giết mổ tập trung tại tỉnh Quảng Trị được xây dựng từ hàng chục năm về trước, nay hạ tầng đã xuống cấp và không còn đáp ứng được nhu cầu. Đề án xây dựng 21 cơ sở giết mổ tập trung của tỉnh Quảng Trị đã có nhưng diễn ra chậm và đang làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác kiểm soát giết mổ, an toàn dịch bệnh vật nuôi và an toàn thực phẩm. Phần lớn là các cái cơ sở giết mổ tập trung hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không đảm bảo cái điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để cho hoạt động giết mổ. Thì chúng tôi cũng kiến nghị là Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn, tức là xác định là cái vị trí quy hoạch phù hợp với quy hoạch của địa phương, và thứ hai là bố trí cái nguồn ngân sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Vấn đề an toàn vệ sinh thú y của các cơ sở giết mổ tập trung ảnh hưởng rất lớn đến an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Thiết nghĩ tỉnh Quảng Trị cần phải đẩy nhanh thực hiện đề án xây dựng, nâng cấp và cải tạo các cơ sở giết mổ tập trung trong thời gian sớm nhất.